Chào bố. Hello con. Ok, thì chào mọi người với diễn đàn của An Duyên nha. Nói với An Duyên rất là đúng, chính xác con. Vậy không phải là mình ý lại đâu có tự, ở đây không bao giờ có tự do, nên nhớ cho một cái điều đó. Và tất cả những cái con người mình nó quản lý một cách rất ư là chặt chẽ, nói một cách nôm na như vậy. Thí dụ mày phạm tội nha, mày trốn cảnh sát mày đi, mày bất cứ mày đi xa chỗ nào, mày đi xa khỏi cái thị trấn mày ở, hoặc là mày đi tới một cái quận hạt nào khác trong một tiểu bang mày, hoặc là mày đi ra khỏi cái tiểu bang mày cũng được. Nhưng mà khi cảnh sát nó biết, nó phát lệnh truy nã rồi, mày chỉ cần mày lấy mày đi mày mày, 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 mày xuống mày hết xăng rồi, đi đổ xăng mày lấy cái xẻ của mày ra Đã một vạt liền luôn, rột là đúng cảnh sát rồi. nó tới liền, Nó gắn lên tới cho liền luôn. Mày chỉ cần quẹt cái xẻ của mày vô trong cái máy tính tiền là cảnh sát mà nó biết bố sau lưng mày rồi đó. Nó cho mày biết thì là không bao phạm giờ ở chạy bên thoát này được. đó là nó gắn cho một cái cục điện điện tử. Cái cục theo dõi dưới chân á, có nghĩa là mày bị mày lái xe, mày xe rượu mày lái xe nó bắt một lần rồi không, nó còng cho mày rồi rồi xong nó cho mày đi từ đây không được qua, đi quá mấy chục mấy km ngay chỗ khu mày ở, mày đi ra khỏi cái khu vực mày ở quá 3 mai là bắt đầu nó báo về bên police xuống cộng tiếp tục nữa, là cái thay vì 30 ngày mày bị quản lý, bây giờ nó tăng lên 90 ngày. À mà bị lần nữa hay là 3 tháng, đại khái lệ hoặc 5 tháng thì hay vậy. Không có đơn giản, ở đây là quản lý con người rất ư là chặt chẽ và hầu như không ai thoát được. Nói Cái thẳng mà tiệm là như vậy. nail, một cái tiệm nail giờ điển hình nè, tiệm nail của con nè, mà nó vô trong đó mà nó kiểm tra mà nó thấy có cái nồi cơm điện ở trong đó là chắc chắn là con chết chắc luôn đó. Còn Đúng rồi. cái cửa hàng kinh doanh ở Việt Nam có thấy không, nấu ăn nấu đồ tại chỗ luôn, không có cần phải mà họ hỏi han ai, mà cũng không cần phải thư gửi ai hết. Còn ở đây không được nha, tiệm nail mà vô nó vô trong trong tiệm nail mà nó thấy bố để cái nồi cơm điện nấu ăn á là nó phạt, nó không cho. Nói chung là nhà hàng cũng vậy, còn mấy tháng mới đi kiểm tra một lần, tụi công ty vệ sinh của thực phẩm an toàn thực phẩm của thành phố nó xuống để kiểm tra là phải ngăn nắp thứ tự và nó coi, nó bắt lỗi và tụi nó làm tiền dễ lắm, nó chỉ cần vô là tự nhiên là lòi tiền ra thôi, làm kỹ lắm. Thành ra vì chỗ đó không có thứ gì Đó, ở đây, rất là nhiều khi mày mà mày vô mình trong tù nói tụi với nó không lại những hiểu. người mà hả bị dắt mũi, có thấy không, nó nói là Việt Nam không tự do, không tự do mà hả những cái shop bán đồ được nấu ăn thoải mái, được làm thoải mái mọi thứ, thậm chí ngủ tại đó được luôn. Còn ở đây á rõ ràng là Hôm trước thì bố cũng nói một lần rồi ở trên điện đàm của ông Thừa Quang tới ngày chủ nhật rồi, thì ở đây khi buôn bán hoặc là những cái chỗ hàng ăn hàng những cái gì mà thuộc về diện thực phẩm mà buôn bán hàng nó là shopping shop biết gì đó, thì nó có một cái mall là giống kiểu như cái khu vực đó buôn bán, nhà ở là nhà ở không có chen lẫn vào được. Ở Việt Nam mình cái sướng cái chỗ này có nghĩa là nhà mày ở, nhưng mà mày được quyền mở tạp hóa ở chỗ cái nhà mày, mặc dù nhà mày trong hẻm, mày muốn bán thì bán, mày tự do, mày muốn mở thì mày bán. Ở Mỹ không có đâu, ở Mỹ là mày làm gì bắt mày liền. Thứ nhất không có bán hàng rong, không có bán hàng rong mà đẩy cái xe mía hoặc là cái xe bắp luộc mà đi rau rồi ra. bố Mỹ công là nhận chỉ có chuyện đó, đủ có cái điểm miễn vô không lý có nữa gì hết. nè bố. Điểm này nữa là rõ ràng con thuê cái mặt bằng của tiệm con á, là 1 tháng tới 5.000 đồng con trả, mà đôi khi mình á mình đâu có dám ngủ lại đâu bố, mình ở lại đó khuya quá Nó hợp liền không cho mình ngủ lại đó, để tại sao nó bắt mình liền đó. Cái đó là mình đóng tiền còn gấp 3 lần cái nhà mình luôn á, mà mình còn không được ngủ lại nữa. Thấy chưa, là cái chỗ làm là chỗ làm, mà chỗ ngủ là chỗ ngủ, nó không có. đúng rồi, nó không có cho mình ngủ lại đâu, rõ ràng kể cả nhà hàng khách sạn nhà hàng cũng vậy thôi, không ai cho ngủ, nó không cho ngủ lại, về phải về hết. Thì nói một cách khác là hầu như cái gì nó cũng bắt buộc vào một khuôn khổ cả, và nó rất là khắt khe. Ở Việt Nam mình nó thoải mái quá trớn, nhưng mà mấy cái thằng dân chủ cụi đó nó mệt lắm, nó cứ nói à tao nghe thực nhớ nhắc đi đó, tao mới nhớ cái thằng Trương Quốc Huy nó mới nói vậy, ở Mỹ tự do lắm, muốn chửi ai là chửi, tổng thống tao chửi cũng được, nó không tin hả, mày thấy thằng Bullitt mà rồi mà mày quát 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 là mày chửi cũng được, buồn cười.
đó bữa nào mày lấy quắc quắc mày là chửi, mày mà chửi đó mà đi mà rồi tao mới thấy tôi không mới phải tin cho nó chữ tiếng Anh nha, mày... cho nó chữ tiếng Việt cũng như không chữ tiếng Việt một lít đủ hả? không rồi, thì cho vậy đi cứ kêu kêu Mỹ tại là chửi đi, kêu Mỹ bú lít Mỹ rồi tới chửi đi đồ, nó cho mày vô, cho mày vô đầu mấy viên bà mấy này nó xạo nó láo mà nó nổi mà Thì bố trân thấy trân rồi, táo bởi vậy mà nó là cái thằng trộm gà lớp 7 mà nó lại được làm á hả sư phụ của mấy đứa thạc sĩ là bố hiểu rồi. Mấy đứa thạc sĩ ở bên này á hả lại lại đi tôn cái thằng lớp 7 làm sư phụ thì bố đâu gì tao thấy tao cười quá, thấy thằng kia ngồi lên ở dưới kia một đám rượu mà toàn là cái dân gì đâu, ô nó đúng quá, ô nó đúng quá, ô quan hô rượu mà chuyện dân tao đúng có thứ thứ gì đâu mà tao nói rồi. Ở bên đây thì có ngạc nhiên, có tao, có Việt Rai, có rất là nhiều người ở Mỹ này, ở Mỹ này nó nghiêm khắc đến mức độ hầu như là mình cảm thấy là mình không, mình đôi lúc mình cảm thấy mình không có thoát, mình không thoát khỏi cái bằng cái vòng vây mà nó kiểm tra mình đã vậy thôi là sắp sửa tới cái mùa khai thuế nè mới là chết. Đóng thuế hàng năm xong rồi, đóng thuế tất cả như thế rồi ban đêm bà cuối năm mà tháng 4 15 tháng 4 hết thì hết hạn thì phải khai thuế lại nữa à, thì thường thường năm nào cũng phải đóng lại chứ rất là dạ mệt. đó. Bây giờ con mới kêu là hả ở Ừ. ở bên Nè à, ta cho mày coi cái quên nữa mới mua đồ ta cho coi cái biểu thuế của nó, cái biểu mà để lấy thuế nó mất tiêu rồi ta. cho nên con với bố rồi lên trên này nói cái tụi nó kêu là mình nói xấu nước Mỹ, cái này không phải nói xấu mà chia sẻ chị nên 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 biết cái này là chia sẻ Ôi. ừ. Mà nói xấu cũng đâu có sao đâu, tao đâu có sợ ai mà tao nói xấu mày làm gì tao. Đồ mẹ. Tại tao ở đâu mà. Ừ, tao nói xấu mày làm gì tao. Tao nói thiệt mà, tao đâu nói láo đâu. Biển nó nói láo mới sợ. Tao nói thiệt, không có sợ nào chứ. Tao mệt. Tao Bố yên thấy tâm chưa, nha, đây. Mua cả con ba. á, con Hả? xin với bố con nói là vô nói xấu bọn kia, tôi nói vô đây nói xấu bọn kia cho vui. Bài tính được. Đây cho mày coi, mày coi tao mua cái món đồ mày ba coi kỹ nè, ba trăm bảy mươi à, ba ba trăm trăm bảy bốn mươi sáu đồng mà tiền thế nó à, mà tiền thế nó quốc tờ 26 đồng 33 sen là mày phải tính là bao nhiêu phần trăm coi là 850, sao 850% thắt nè. bố, cái đó là 850%. Dạ, 800. Phải không? Giỡn mặt mày Giỡn đâu, gì 10% giỡn mặt là mày 35 đồng. Cái này 26 đồng là 8.5%. Nói bố là rồi đó, nói về có nghĩa là có không, có nghĩa là gì nè, có nghĩa là khi nó xuất xưởng cái bộ món đồ đó ra thì cái công ty nó đã đóng thuế cho Mỹ rồi đúng. đúng không, rồi khi nó xuất xưởng tới cái tay người dùng mình đi mua nó quýnh thuế mình Là là có người nghĩa tiêu năng dùng hai một ba lần đầu nữa lận năng đang hai ba đầu luôn, đúng cộng tới cộng rồi tôi cuối cùng là thành ba mấy phần mà. trăm lận. Đúng rồi vậy đó, Giống như khai thuế cũng vậy thôi bố. Bố đi khai thuế cái thu khai thuế khai thuế tao chán quá, tao tính trễ trễ chút tại năm nào cũng đóng lại chứ thành ra đi càng chậm càng lâu nào tốt con thì nấy. ừ. Rồi thì Ok vậy thôi, bố con mình chia sẻ cũng nãy giờ kia chắc cũng gần nói chung thì phải hiểu được ở đây là nhất là ở đây có Việt Rai nè, nó cũng biết, nó cũng là tiệm nail, nó biết vào mỗi năm đó họ mà muốn cho nó chính xác thì có một cái việc nó có một cái kênh của thằng gì nhân lì gì đó ăn chơi nhân lì đó, nó một cuối năm nó khai thuế để nó cho biết loại thuế gì đi, thuế cầu đường, thuế trường học, thế bệnh thuế chó gì, thứ có thư viện gì cũng có rồi trường học đủ thứ khai. Ừ. mà đóng Đóng chết thuế bố mẹ luôn được tùy theo nó ở tùy theo mức nữa, cho mình làm được 50.000 mình đi đóng thuế khác, mà bố làm 51.000 lính khác nha, xác. lính khác. Đúng rồi đúng Bây giờ bố rồi thấy đúng rồi đúng ông rồi Joe Biden á, ổng làm một năm được 3 triệu mà cuối cùng ổng đóng hết 1 triệu mấy tiền thuế, 1,2 triệu đó, 1,2 triệu hay 1,3 triệu đó bỏ lên cái phần tiền thuế của ổng á, đó là sự thật. Đó là một người ổng lúc đó là ổng là phó tổng thống rồi cựu phó tổng thống đó, cái lúc chưa có đảm nhiệm chức tổng thống đó, là người ta
người ta Ừ. tìm hiểu cái thuế của ổng á, là ổng thu nhập một năm cũng được gần 3 triệu đô, mà ổng đóng hết 1 triệu, gần 1.300.000 đô, thì có nghĩa là 3 năm thôi. Chỉ có anh chỉ có chỉ bây giờ chỉ có anh Trung nhà ta là sướng như À, tiên rồi trốn thuế. Đây là tao mới có tin tức, tao mới coi tin tức này rồi vui lắm, nó lôi ông ra rồi bây giờ đó ổng rồi bây giờ hiện giờ coi như là đang bị pháp luật bủa vây rồi má, cái công ty của ổng cái gì đó rồi má, nó hiện giờ 3-4 tháng 3-4 cái tòa án ấy đang kêu ông ra để mà ấy trời rầu ông này đúng là điếm thiệt. đó. Thì rồi sao thôi thì bố cũng là bổ sung cho con mấy vấn đề nữa, tất nhiên là nói một cách khác là ở cái nước Mỹ này nè, tất nhiên là cái sự lịch sử của nước Mỹ này mình bị bắt buộc, tất nhiên là bà bắt buộc như thế nào là nó lấy tiền ở đè mình, có nghĩa là cái gì đúng phạt, cái gì đúng phạt, từ cỏ từ đi xe từ phạm luật này kia tùm lum tùm la là nó phạt, mà nó lấy tiền nó phạt, mà nó phạt rất là nặng, chính vì chỗ đó là mình sợ bị phạt, bởi vì cái đồng lương mình làm ở đây nó không có cao, mình được quy dẫn dân thường không phải là bác sĩ kỹ sư cho nên là không cao, người ta mỗi lần phạt là coi như hết, như bố 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 chạy có 73 mai mà nó quất bắt 125 đô thì Bố coi như hai ngày bị có 125 hai đô, ngày bố phải làm trừ năm ngoái là con bị phạt đến 365 đồng, à, thì đó chỉ chạy nhanh chút xíu thôi mà như vậy đó, thì tao hỏi mày lần sau dám chạy nữa không, chạy nó có lấy tiền nó phạt tiếp tục, nó đâu có sợ đâu, nó cứ ghi giấy nó không thèm, biểu cái luật bên này nó buồn cười chỗ là cái thằng cảnh sát nó không có năn nỉ, nó nói mày phải đóng phạt không có đâu, nó cứ ghi cái bao thơ là một rẹt vậy xong nó liệt bịch rồi xong mày phải có nhiệm vụ về nhà ghi tên tuổi địa chỉ mày vô ghi cái check mỗi bao thơ gửi vô bưu mình điện không có thương tự lượng động mày giảm phải giá gì làm, được hết trơn á đó, không không có thương lượng đó là không có quyền. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai là khi bullet gặp mày và hỏi những cái gì cần trả lời thì đầu tiên nó chào mày, không có nó không chào mày. Hai sơ rồi ok xong rồi đưa rửa ra vừa ra xin hỏi các cái hỏi cái gì trả lời cái đó, nó mời tôi ra khỏi xe đồng đồng ý, nó nghi ngờ nó xét là xét, không có màn mà đủ chỉ tay vô ngực mày có quyền gì, mày có cái gì điều lệ gì mày xét tao không, đù cái mỏ chắc răng không còn cái đục cự nó hả, nó bắn bỏ mẹ luôn chứ. Tao thấy buồn cười ở Việt Nam mình nó có nhiều đứa rồi khi mà nó bị cảnh sát hỏi lại, nó hỏi điều lệnh, nó hỏi anh tin gì hạch hỏi đứa nó xô rồi, có nhiều đứa nó quýnh lại nữa chứ. Đù, gặp ở bên này là cái đầu nó không biết bao nhiêu lỗ rồi, tao nói khổ, tao nói một cách đơm ra cho tao bị hiểu nè, muốn nước Mỹ là khi mà nó xét mày thì cái nhiệm vụ mày là phải bỏ tay trên ra lái xe nha, mày phải bỏ tay lên vô Đúng lăng rồi. không được quyền cử động, nó tới gần mày một tay nó bỏ súng rồi một tay nó cầm súng rồi, mà cầm cái chuôi nó không rút khỏi bao nhiêu mà cái súng của nó đã cầm sẵn trong tay rồi, một tay nó gõ cửa kính nó kêu mày ok hai sơ đưa bằng lái ra, đưa bằng lái ra, nó kêu mày làm gì mày làm ở đó chứ không phải mày muốn tự động mày làm đâu, mày mò mò là nó quất mày liền, mò mò là nó bắn mày liền à, cho nên việc đó đó nói chung cách khác là ở đây sau khi ra khỏi xe nó yêu cầu mày quay lưng lại là mày phải quay lưng lại, nó kêu mày quỳ gối xuống mày phải quỳ gối xuống, mày kêu mày nằm xuống mày phải nằm xuống để lục soát, quay sau lưng đưa hai tay ra sau lưng là đưa nó còng lại là nó phải còng lại, chứ nó không có chuyện mà cự ở đây là không được quyền cự và không được quyền trả lời, nó có một cái câu như vậy là những cái lời anh Toàn mà nói chuyện với tôi là anh sẽ ra tòa và làm chứng, nó giỡn mặt hoài nó còng mà đổ liền lên xe như con dụ chó mà rồi mà nó ở không có đây dụ mà kêu bằng miễn chứng đi cho tôi cái lệnh khám xét, cho tôi thấy cái lệnh khám xét. miễn độ nó quýnh phù mỏ rồi anh này, nó có một cái nó có một cái clip của một thằng gì ta, thằng gì mà nó qua Mỹ nó du học mà thằng gì mà khoa bớt Ngồi trên có thằng xe khoa bớt bố cự quậy một cái là nó tình nghi là bố lấy vũ khí là nó bắn bố trước rồi. nó bắn trước rồi nó Ừ, bắn mà lủng sọ rồi ở bố bởi đó thì nhiều khi mình thấy sống ở đây quen rồi mình thấy mấy cảnh sát thì Việt Nam mình thấy tội thì mình thấy tội đó, cái là cái người cảnh sát Việt Nam mình quá hiền và cảnh sát Việt Nam mình không có súng chỉ có cây gậy thôi à, rồi có gậy giật cái kỳ chỉ đường chứ không mẹ cho nó súng mẹ gì không có mẹ chứ rồi ở đây mà thấy cái thằng bullet không đội trang bị súng đạn trên đó là mình thấy không nè, bộ đàm nè
camera nè, súng bắn điện nè, súng thiệt nè, ba ton nè, dùi cui nè, có cái cây gậy mà ba ba khúc, cái cây bây giờ mình vũ ra là ba khúc để mà đập kiến xe đó, mình đập bể kiến xe đó bằng sắt đó, đủ đồ chơi hết trơn rồi, đủ đồ chơi. Mà giờ mình thấy nó đeo là mình thấy mình sợ rồi, khỏi mất công. Mình thấy nó đeo là mình thấy mình ớn rồi. Đừng có nói chuyện giỡn, không tin. Mấy bữa nào mà coi phim, mà coi bullet á, này mày thấy đó, thằng đó thằng trang bị vũ khí cung kinh khủng, còn cái ông nội lính của mình, cảnh sát cái Việt Nam mình thấy tội gì đâu, không đủ có mình trần thân tụi không, không có làm gì. Cũng ta thấy có cảnh vật lộn với thằng chống lại lái xe, biết sao mà không đủ bộ bảo hiểm rồi sao, nó vẫn cự cãi nó quýt cảnh sát, rồi hai thằng ôm vật lộn dưới đường. Tù Mỹ Mà làm biết gì có chuyện đó, đồ má, tốt rồi bắn nát rồi. ráo rồi thằng đó là gục rồi, rồi khổ. Không được cầm bất cứ một cái gì trên tay, nếu anh cầm một cái gì đó mà anh chứng tỏ anh tấn công nó là nó bấm liền và nó tráng án ra tòa, nó không có, nó là phản ứng tự vệ chính đáng rồi là xong. Khổ lắm, Nó Việt nó Nam hoài không nó tự mãi, nhưng do, mà không đồng ý chút nào hết nó trơn. hoài Việt Nam quá tệ. mà tôi cứ ông mới sửa, tại mấy thằng khùng nó mới sẹo sạo cái tự do, tự do quá cha. Đây nè, đó đó là nó để ngoài xã hội, còn ở trong nhà. Nếu mày ở apartment, nhà mày ở apartment mà mày mở nhạc lớn Đúng không là rồi. mày cũng có chuyện rồi. Đừng mày mở nhạc lớn bên này là cái thằng dắt bên kia nó kêu bố tới á, kiểu đi gõ Đúng. cửa bởi làm gì cái mày liền. Sao 10 giờ mà bố làm ồn làm phiền tới tụi nó không ngủ được hả, là chết với tụi nó, cảnh sát đến gần. Là chết thì chết, tôi nói đừng giỡn bạc, có là đây là hàng trăm ngàn cái thứ luật lệ, không có đơn giản như mày nghĩ gì đâu. Thế tôi nói cho mày nghe, cái nhà của bố cho mướn rồi đó, trước nó có cái driveway, trên cái driveway nó có cái đường đi, tức là đi đường đường driveway là đi đường về, đường dọc vô trong gara của mình không nói, nhưng mà ở ngoài hàng ba cái sân cỏ xong mới có một cái đường xi măng để mùa đông á. Cái mùa đông mà mày không quét dọn mày nó ra ngoài đường, tuốt ngoài đường chứ không dính dáng là cái nhà mình. Nếu trước nhà mày bà nó đi nó té nó gãy tay Đúng là luôn, mày cũng bị bồi thường. có giọt nước mà nó té thôi là Nói cho mày, nói cho tôi nó hiểu là trước nhà mày mà thiên hạ đi mà té hoặc là ngã mày có cái chuyện thương tích gãy tay hay cái gì đó là mày chịu trách nhiệm. đúng rồi, có Nói như vậy cho mày cái hiểu. cây chắn ngang ở nhà mình Ô đó, mà mấy mình cái không dẹp cây đó đi, nó đi nó té một cái thôi là mình xong game với nó luôn. nói vậy cho mày hiểu, thành ra đừng có tưởng bở, ở đây không có cái gì gọi là tự do cả. Mệt đó. Rồi ok con, thì bố lên bố bổ túc Dạ con cái điều đó thôi bố bố nó hiểu rồi. Ok con nha, rồi con ok bố ok rồi. đó, một lần nữa thì An Nhiên mến chào lại tất cả các anh chị em, cảm ơn bố Cầm đã lên cùng chia sẻ với An Nhiên để mà cho tất cả các anh chị em cô chú chúng ta thấy được đó là những cái mà những cái luật lệ ở bên Mỹ như thế nào, để cho chúng ta thấy ở so sánh ở Việt Nam và ở Mỹ cái sự tự do nó nằm trong cái khuôn khổ như thế nào, và chúng ta đang sống ở đất nước Việt Nam của chúng ta chưa có bị những cái điều mà tài chế giống như ở bên Mỹ, đúng không các anh chị em? Ở bên Mỹ á, thì họ phải sống trong cái sự tài chế của luật pháp của Mỹ như thế nào đó, làm cái gì cũng phải hỏi đó. Nhà của mình cũng không có thể nào mà mình sử dụng được giống như ở Việt Nam đó, các anh chị thấy không? Rác á, hoặc là cỏ mà mọc cao quá mà mình không có chịu cắt á, thì mình cũng sẽ bị phạt đó. Mình không cắt, nó cho người xuống cắt luôn, rồi nó gửi cái bill cho mình, nó bắt buộc mình phải trả. Đó là những cái điều lệ ở bên Mỹ. Mà vì sao người Mỹ văn minh? Tại vì họ rất là muốn được tự do giống Việt Nam mình, nhưng họ không được. Tại vì họ sống ở đất nước này, cái gì cũng phải phạt tiền, cái gì cũng tiền, cái gì cũng tiền. Nên là chính bản thân của họ, họ phải tự biến mình thành một người văn minh. Họ phải tự học những cái điều đó. Cái đó là họ phải học thuộc cái luật pháp của nước của họ, để họ khỏi phải bị mất những cái khoản tiền giống như vậy. Đó, An Nhiên và bố Cầm
lên chia sẻ cho các anh chị em thấy, để mình thấy được mình đang ở Việt Nam mình có bị những cái tế trà những cái chế tài giống như vậy hay không. Đó. Mà các anh chị chống cộng bên này không bao giờ kể cho các anh chị em ở Việt Nam biết những cái điều đó. Tại sao? Tại vì nếu như họ kể thì mình sẽ thấy cái sự gò bó ở bên nước Mỹ như thế nào. Đó, thì kể để mình học, mình biết đó là một cái điều tốt cho mình, để khi mà mình sống tại nước của họ, mình phải theo cái khuôn khổ của họ, mình không có bị mà họ mất tiền quan, và mình mới thấy được là nước Việt Nam mình có tự do hay không. Nó pháp luật Việt Nam mình có chế tài giống như pháp luật của nước tư bản hay không. Đó. Còn rất là nhiều cái sự chế tài khác mà chúng ta sẽ tìm hiểu, An Nhiên sẽ tìm hiểu nhiều hơn và sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị em biết, để mà chúng ta hiểu hơn về luật pháp của họ, của các nước phương Tây, của các nước tư bản như thế nào và của nước Mỹ như thế nào, để các anh chị em so sánh và nhìn thấy được là nước Việt Nam mình, pháp luật Việt Nam mình còn buông lỏng điểm nào để cho người dân mình dễ thở mà mưu sinh. Không có giống như ở nước ngoài. Nếu như ở Việt Nam mình mà làm những luật pháp Việt Nam mình mà chặt chẽ hơn thì người dân của chúng ta sẽ phải lầm than nhiều hơn nữa. Đó là một trong những cái mà Đảng Cộng sản Việt Nam mình đã đem đến cho người dân cái sự yên bình. Đó, yên bình và tự do, nó tự do độc lập cho chính bản thân của mình, để mình là một con người đó, thật sự một người dân chủ thật sự. Nên nói Việt Nam mình không có dân chủ thì các anh chị hãy nghe An Nhiên và Bố Cầm chia sẻ phân tích như vậy để cho thấy được là Việt Nam mình dân chủ như thế nào. Đó. Đó. Một lần nữa thì An Nhiên cảm ơn cái sự lắng nghe và theo dõi của tất cả các anh chị em. À, mong là những lời chia sẻ của An Nhiên và chân thật của An Nhiên và Bố Cầm sẽ bổ ích cho tất cả các anh chị em của chúng ta sống tại nước Việt Nam, nên biết thương yêu đồng bào, nên biết cùng nhau chung tay với lại Đảng và Nhà nước để xây dựng kinh tế cho chính mình, để bình ổn xã hội, để mà mình thấy được là ở đất nước của mình nó đẹp như thế nào, đất nước của mình tinh thần tương thân tương ái như thế nào, và đất nước của mình là một đất nước tự do, nó ngôn luận như thế nào. An Nhiên cảm ơn tất cả các anh chị em nha, và cảm ơn cả nhà, và chúc cả nhà bình an, chúc cả nhà những ngày cuối tuần được hạnh phúc bên gia đình, và nhớ chúng ta cũng luôn nhớ nhắc nhở nhau phòng chống Covid cho nó hữu hiệu hơn, hiệu quả hơn, để mà giữ cái cuộc sống sức khỏe của mình cho cộng đồng, cho bản thân của mình nữa nha. Cảm ơn cả nhà. Chào tạm biệt, hẹn lại những cái livestream khác nha. Bye bye.